vào lúc 11:30 trên kênh VTC1 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sự cố vỡ đường ống nước ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Đây là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nước lũ tràn về hạ du. Tổ chức khai giảng ở một chợ tạm như thế này. Ở các nguyên thủ quốc gia mà nội dung chỉ bàn về vấn đề. Ra bức thiết hơn bao giờ hết. Dự án 8D điện trực lại thực hiện việc cưỡng chế. Đâu đi đầu lần đầu về. Nói lần thứ hai là. Thì cái sự nhân lên của. Các bạn đang đến với bản tin tối 19 giờ hàng ngày trên VTC1 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trong bản tin tối 19 giờ ngày hôm nay, họ vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng. Vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Các bạn đang theo dõi bản tin thế giới.